năm cho Bùi Thị Vân. Năm Canh Ngọ, tháng Nhâm Ngọ, ngày Bính Thìn, giờ Giáp Ngọ. Sinh 12 giờ trưa là giờ Ngọ ấy. Mà con gái giờ Ngọ thường rất là giỏi. Bạn này rất là may mắn. Bản mệnh là Lộ Bàng Thổ. Có biết mệnh mình có mấy sao không? Cung mệnh của bạn có 2 sao Liêm Trinh Thiên Tướng đóng đồng cung. Những người mà phụ nữ mà có 2 sao Liêm Trinh Thiên Tướng mà đóng đồng cung ấy thì là một người rất là nghiêm cẩn, chính trực. Bạn làm kế toán đúng không? Dạ. Đúng rồi, nghiêm cẩn, chính trực, đứng đắn, thanh cao và rất là liêm khiết. Nhưng mỗi tội là hơi nóng nảy và ương ngạnh thôi. Đấy là tính chất, tính cách của bạn. Sao Liêm Trinh chủ về cái nghiêm cẩn, và Liêm Trinh vượng địa tại mệnh thì là người rất là nghiêm cẩn. Nên làm việc mà bạn mà làm kế toán thì chắc chắn công ty bạn được nhờ. Tiếp nữa là sao Thiên Tướng thủ mệnh, nữ mà Thiên Tướng thủ mệnh là sinh gái. Nhìn bạn là thấy đẹp gái rồi. Tính tình của sao Thiên Tướng thì rất có trách nhiệm. Mặt mũi của sao Thiên Tướng là nhận rất nhìn có sắc khí tốt. Bạn là thuộc dạng có sắc khí tốt đấy. Ngày hôm trước có mời quan thần linh mà nhập vào bạn thì quan thần linh ở đấy cũng rất biết chọn người. Nhưng mà sao bạn thì cao vừa tầm thôi. Lá số này cao vừa tầm, da trắng, đúng tướng mạo hồng. Bạn rất thông minh, ngay thẳng, thành thật. Đấy là thứ mà bạn có. Hiền lành nhưng rất dũng cảm, bất khuất phết đấy. Đấy là tính cách của bạn. Bạn thêm có một cái sao, bạn là nằm trong cái chòm sao Tử Phù Vũ Tướng. Bạn rất may ở chỗ cung tài bạch của bạn này này có 2 sao Tử Vi Thiên Phủ. 2 sao Tử Vi Thiên Phủ này mà chiếu cung mệnh, chiếu trong cung tài bạch khiến cho bạn rất là đẹp. Vi Thiên Phủ, chòm thì Vi Thiên Phủ này là chòm nhiều tiền lắm, nên là sau này bạn rất là giàu có. Sau 36 tuổi là một người rất thuận lợi về công danh sự nghiệp và giàu có. Đâu quá nhỉ? Bây giờ 15 lần rồi. Đúng rồi. Và khi mà luận lá số của bạn thấy rằng bạn có một cung rất đẹp nữa là cung Quan Lộc. Dạ. Cung Quan Lộc của bạn nhá, có sao Vũ Khúc. Sao chính tinh Vũ Cúc sáng rực rỡ. Không biết bạn sinh ra con gái nhà ai mà có lá số đẹp thế này. Cung Quan Lộc mà có sao Vũ Cúc ý thì bạn có tài kinh doanh, có tài buôn bán, rất quả quyết trong kinh doanh công việc. Đấy. Cái sao Vũ Cúc này ý muốn nói rằng là cái vốn của bạn ấy là tài lộc rất là mạnh. Đấy. Và cuộc đời bạn sẽ giàu sang, suốt đời giàu sang, tiền bạc dư dả. Bởi vì cung Quan Lộc và cung tài bạch của bạn rất là đẹp. Đấy là điều may mắn của bạn. Tiếp nữa, Hóa Quyền là một cái sao nằm cung Quan Lộc. Hóa Quyền nói về quyền lực thì đóng ngay tại cung Quan Lộc của bạn, khiến cho bạn càng thêm uy quyền trong công việc, và sau này bạn sẽ nắm giữ những chức sắc rất là lớn, thậm chí lớn nhất trong cơ quan của bạn. Đấy là chắc chắn đấy. Nhiều bạn là người làm việc mà nhiều người nể phục, thậm chí phục tùng và sợ sệt bạn vì sao Hóa Quyền này này. Nhưng mà thầy, ngày đấy là ngày dương thôi thầy, không âm ạ. Ngày âm là ngày 28 tháng 5, đúng không? Dạ. Bạn sinh giờ Ngọ, đây đúng lá số của bạn. Dạ. Thầy xem rất nhiều các lá số 2 cái chòm Liêm Trinh Thiên Tướng tại mệnh ngày này. Dạ. Thì những người này toàn những người có chức sắc lớn. Cái nữa là bạn có sao Quốc Ấn nằm cùng Quan Lộc. Tại sao lại đi chọn ngành đi làm bên ngoài nhỉ? Sao sao không nghĩ đến chuyện vào nhà nước? Nhà em không có người quen với ai, nên là cũng không có cơ hội để vào. Chồng làm ngành gì? Em chưa chồng. À thế à? À thế thì tốt rồi. Thế thì bạn sẽ trong cung chồng này của bạn có sao Tham Lang bạn nha. Sao Tham Lang đóng ở đây thì lấy được bạn chồng rất là giỏi giang và đẹp trai.
tham lam mà đóng khung chồng. Mỗi tội anh này đào hoa một chút, và có sao phục binh ở đây thì nếu mà lấy một người liên quan đến chính trị ấy, thì anh này sẽ không bao giờ bỏ vợ, nhưng mà lấy một anh mà nghệ sĩ ấy, dễ bỏ vợ, là vì tham lang gặp tuần thì rất là đào hoa, nên là chọn những anh làm nhà nước mà lấy. 27. Lý do mà bạn là chậm chồng cũng là lý do. Thì bạn có sao tuần đóng cung phu thê bây giờ? Sao tuần nó chậm, chậm nhưng mà chắc. Hôm trước thì thầy đến gặp bạn, đã nói với bạn rằng là bạn đang ở trong miếng đất rất là xấu chưa? Đất gì ạ? Miếng đất xấu chưa? Em ạ. Dạ. Chưa à? Nói cho bạn là bạn có tiền duyên đi theo chưa? Dạ. Chưa à? Lát nữa sẽ mời tiền duyên của bạn nhập lên để nói chuyện. Bởi vì nếu mà bạn cứ để anh tiền duyên này đi theo ấy, thì bạn rất là khó trong chuyện chồng con. Yêu thì dễ, nhưng nói đến cưới ngay thì lại nhặt duyên. Lại có một lý do nào đấy mà hai người lại không đến được với nhau. Lát nữa sẽ đến bàn mời anh ấy lên. Bây giờ xem tử vi trước. Đâu biết theo em mãi luôn. Trong tử vi ấy có tam hóa, hóa hoa, hóa lộc, hóa quyền. Thì bạn ấy có hóa quyền nằm ngay tại cung quan lộc, khiến cho bạn là người sẽ thành công trong công việc. Đấy là những sao chính. Bạn có một bộ sao rất tốt nữa là sao tà phù nằm cung tài bạch, hữu bật nằm cung thiên di. Nghĩa là một người có sao chính tinh dù tốt nhưng không có tà phù hữu bật là chiếu mệnh thì cũng khiến cho con người đấy không thành công. Nhưng bạn là thứ là người mà có hai sao tà hữu chiếu mệnh, đấy là sự thành công của bạn. Và một điều nữa là cung thiên di gặp trật. Tất cả những người mà cung thiên di gặp trật ấy, ví dụ như bạn là hỏa lục cục, lục là 6, sau 36 tuổi thì hết nghiệp và cung thiên di này nó mới sáng được, có nghĩa là xã hội mới công nhận bạn, mới nhìn nhận bạn là một người cực sáng. Còn bây giờ chỉ có mỗi thầy và một số người nhìn thấy bạn là một người giỏi, nhưng chưa xã hội công nhận đâu. Bạn sau này rất giàu có mà thành công. Ngài cung thiên di tạo toàn những sao đẹp, thanh long, tà hữu, ân quang, thiên quý, phật độ nhá, sao thiên khôi là xinh đẹp nhá, sao thiên tài chiếu mệnh nhá, rất giỏi. Nên là vì sao triệt đang đóng ở đây nên là trước 36 tuổi bạn chưa phát huy được cái sáng của bạn về mặt xã hội, nhưng sau 36 tuổi thì bạn rất là sáng. Về sự thành công, cung thiên di nói về cái sự thành công của bạn, cái sự gặp thời của bạn trong xã hội. Nếu nó mà triệt ấy, thì bạn không thể sáng lên được. Bạn giỏi bao nhiêu thì cũng không được, cũng người ta không chú ý đến bạn và không công nhận bạn. Nhưng sau 36 tuổi sao triệt này nó tắt một cái đi thì bạn sẽ được cả xã hội này công nhận bạn, và lúc đấy bạn rất là sáng. Đấy là vận mệnh, cái tuổi của em á, vận mệnh đường đời tuổi của em từ bây giờ đổ đi hay là cả trước nữa? 36 tuổi trở ra nhá. Và luận theo lá số này thì 26, 27, 28, 29, khoảng năm 29 tuổi và bạn lấy chồng và bạn sẽ vào nhà nước làm việc. 29, 30, bạn sẽ vào nhà nước làm việc, bạn sẽ không làm việc bên ngoài đâu. Lá số của bạn rất đẹp vì sao nhật nguyệt đều rực sáng, sao thái dương của bạn nằm cung đô mộc rực sáng, nên là bạn sẽ được nhiều người giúp đỡ lắm. Tiếp nữa, cung tử tức của bạn có sao tay âm rực rỡ ở đây, con cái sau này cũng rất tốt. Và nếu mà sinh nhiều thì con gái nhiều hơn con trai. Cung phúc đức có sao thất sát miếu địa. Cung phúc đức mà nằm ở chỗ cung này mà thất sát nằm ở đây thì nói chung là về họ hàng của bạn rất là tốt. Và bạn có một tiền kiếp tương đối tốt, mỗi tội nóng nảy thôi. Là như nào? Nóng tính. Tính
tiền kiếp là sao? Là kiếp trước. Nghĩa là của em là trước. Đúng rồi. Hơi nóng tính một chút. Vì sao thất sát nói sự nóng này, dễ bị kích động. Và họ nhà bạn sẽ đang phát đấy nhá. Dòng phim Lim Bạch Hổ đóng Cung Phúc Đức này là họ phát. Sẽ phát. Là họ cung phụ mẫu của bạn có sao thiên lương thì bố mẹ bạn rất là hiền, vui tính, tốt bụng, tốt và giúp đỡ bạn nhiệt tình. Cung mệnh của bạn có sao, cung thân của bạn lại cư mệnh, những người thân cư mệnh thì hơi bảo thủ một chút, nhưng hay ở chỗ là những người nói gì làm đấy, bảo thủ nhưng nói gì làm đấy, tất nhiên là rất uy tín. Bạn là người có uy tín cá nhân tốt, nhưng mà răng này sớm sâu nha. Sớm sâu răng. Hai cái chòm sao thiên khốc thiên hư đóng tại cung mệnh này cũng khiến cho bạn là người ăn nói khôn khéo, thuyết trình tốt, diễn thuyết tốt, bạn có khả năng ăn nói tuyệt vời đấy. Hai sao khốc hư tại mệnh là hai sao về nói, kỹ năng nói, kỹ năng thuyết trình, thuyết phục người khác rất là tốt. Cung Tận Ách của bạn có sao thiên cơ, sau này bạn hơi yếu tim một chút đấy nhá, tim ấy sau này sao thiên cơ mà nằm cung Tận Ách là tim sau này kém, bạn khoảng 5-6 tuổi trở ra là tim hơi kém, hay hồi hộp thì sợ bây giờ đau tim hay hồi hộp đấy, cũng có khả năng là đau tim nếu như không biết phòng tránh từ bây giờ. Nhân tâm là đất cát nhà cửa do chồng mang lại, bởi vì đào hoa của bạn đóng cung Điền Trạch, và sau khi lấy chồng rồi phải chuyển 2-3 cái nhà liền và phải 5 lần mới yên. Vì sao thiên đồng chủ về thay đổi di chuyển nên bạn sẽ chuyển nhiều lần nhà, nhưng nhà của bạn cái nào cũng to đẹp, sao bát tọa mà đóng đây này. Nhà to cửa đẹp, sao đào hoa đóng ở đây mà sao đào hoa thiên hỷ đóng đây nữa, đào hoa thiên hỷ đóng đây nữa thì nhà đẹp. Tất cả những thứ chồng bạn sẽ mang lại cho bạn. Vận kiếp lá số này năm nay của bạn rơi vào cung Thìn, công việc có sự thay đổi. Từ đầu năm đến giờ sếp có cân nhắc bạn, cất nhắc bạn không? Chưa. Chưa à? Thế thì anh sẽ làm đấy trong năm nay, muộn nhất là tháng 11. Cất nhắc bạn vào vị trí quan trọng. Hiện bây giờ đấy có kế toán trưởng không? Có, không, em làm bên phòng vật tư thôi, em không phải là kế toán. Phòng vật tư à? Nghĩa là quản lý vật tư à? Kế toán kho. Không phải là kho mà em nên thu mua vật tư các thứ liên quan đến chỉnh ấy. Thu mua vật tư, những người thu mua vật tư phải có kiến thức kinh doanh chứ. Những người thu mua vật tư thì là những người mà nắm được rất nhiều bí quyết của doanh nghiệp và dựa vào đấy sau này rất phát đấy. Đâu? Bây giờ nha, cung chồng nha, nói về tình duyên cho bạn thôi. Thì lá số rất là rộng. Bây giờ cung chồng của bạn đang gặp sao tuần đóng nên là sẽ chậm. Nhà thứ hai, nhìn vào bạn thì thấy có tiền duyên đi theo rồi. Hôm nay thì đến đây rất rõ. Và để bạn nhanh tiến tới việc hôn nhân thì chắc chắn bạn phải hóa giải tiền duyên. Có biết tiền duyên là gì không? Chắc là duyên kiếp trước, người tình kiếp trước. Tiền duyên có phải là người tình kiếp trước, có thể là chồng kiếp trước. Khi mà bạn ví dụ nhé, bạn đang sống bây giờ này mà có một ai đấy rất yêu bạn và bạn rất yêu người ta, và hai người thề nguyện với nhau kiếp sau chúng ta sẽ lấy nhau tiếp, nhưng khi sau khi chết đi ấy thì bạn là người tu tốt hơn, ít nghiệp hơn và bạn tái kiếp được sớm hơn, nhưng cái linh hồn kia ấy bởi vì quá si mê, quá yêu bạn đấy nên là rồi còn nghiệp của bạn ấy nặng nên là bạn ấy chưa tái kiếp được, thì bạn ấy tiếp tục ở cõi âm, cứ đi theo cái linh hồn của bạn. Đấy, đi theo linh hồn của bạn và mặc định bạn là người yêu và người vợ của họ.
thì đấy người ta gọi là tiền duyên. Thế thì người ta tác động vào mình như thế nào? Khi em bạn quen một ai đấy là con trai thì cái việc yêu đương ấy nó vẫn diễn ra bình thường, nhưng khi mà nói đến cưới, nghe nói đến sự sở hữu, thì khi cưới thì bạn phải ra mắt nhà chồng này, phải lên bàn thờ bát hương nhà chồng cúng và đổi họ, họ là con nhà theo họ chồng đúng không? Thì cái vong linh đi theo bạn họ không muốn việc đấy, họ sẽ tìm mọi cách để họ gây cản trở. Thì cách họ gây cản trở là họ sẽ tác động vào đại não của bạn, làm cho bạn tự nhiên không thích anh nữa, hoặc tự nhiên có quan điểm sai lệch và dẫn đến cãi nhau. Hoặc vong linh đấy có thể tác động vào cái anh chàng kia, làm cho anh ấy sẽ không thích bạn nữa, hoặc là có một tạo ra một cái trục trặc rắc rối nào đấy khiến cho hai bạn cãi nhau, dẫn đến chia tay nhau. Đấy. Và tình yêu khi mà mình có tiền duyên, cái tình yêu nó cũng không sâu, không sâu đậm nữa, không đi đến kết thúc nữa. Đấy. Nên dân gian có người ta hay đi cắt tiền duyên, cắt tiền duyên chính là hóa giải cái việc đấy. Thế có nhiều cách cắt tiền duyên, nhưng cách cắt hay nhất là gì? Mời anh ấy lên, anh ấy sẽ nhập lên, và cụ thể trường hợp của bạn, anh sẽ nhập lên cho bạn, lên bạn. Đấy, và thầy sẽ trao đổi với anh ấy, nói cho anh ấy hiểu rằng anh ấy và bạn là hai thế giới khác nhau, và anh ấy cần để siêu thoát để sớm được tái kiếp làm người nếu anh ấy muốn lấy vợ. Đấy, thì anh ấy hiểu việc đấy rồi thì anh sẽ đồng ý siêu thoát, và anh ấy tạm biệt bạn, đi sang một thế giới khác, và lúc đấy bạn hoàn toàn thanh thản nên đi lấy chồng. Đấy. Rồi các thầy khác cũng có cách là gì? Các thầy khác có cách là đuổi cái vong ấy đi, không đi theo mình. Những cách đuổi vong đi thì không triệt để được, bởi vì đuổi đi thì họ biết đi đâu, đúng không? Họ sợ ông thầy mà họ không theo bạn thôi, nhưng bản chất người ta vẫn vương vấn ở trần gian, vương vấn theo bạn thì nó không dứt điểm. Chỉ có cách đưa người ta đi siêu thoát thì mới dứt điểm được. Có thấy ma không? Em không biết, thật ra họ cõi khác mình thôi. Bây giờ câu hỏi chính của bạn liên quan đến tình duyên thôi đúng không? Công danh sự nghiệp, em quan trọng thế ạ. Trả lời với bạn rồi, công danh sự nghiệp của bạn rất thuận lợi, lá số của bạn rất đẹp, nhiều người mơ lá số này lắm, rất nhiều sao tốt chiếu ở cùng bạn, hai cái sao địa không địa kiếp là siêu xấu nhất của tử vi của bạn đã đóng cung nô bộc, nên là các bạn, những người khác gánh cho bạn là nhiều chứ bạn lại sướng. Từ trước đến giờ hay là từ giờ về sau? Từ trước đến giờ á? Bạn hỏi về công việc, công danh, sự nghiệp hay là về tình duyên hay việc gì? Không, cái trong cuộc sống hàng ngày thôi. Trong tử vi nó chia lá số thành 12 cung. Cung mệnh, cung phụ mẫu nói về bố mẹ, cung phúc đức nói về họ hàng tiền kiếp, cung điển trạch nói về đất cát, nhà cửa, xe cộ, cung quan lộc nói về tính chất công việc, công việc, sự thành công, cung nô bộc nói về bạn bè của mình, nói về cấp dưới của mình, cung thiên di nói về mặt thành công của mình trong mặt trong xã hội, cung tật ách nói về bệnh tật, cung tài bạch nói về tiền bạc, tài chính, cung tử tức nói về con cái, cung phú dê nói về chồng của mình, cung huynh đệ nói về anh em của mình, rất là rộng. Và khác với những thầy tử vi khác, thầy xem để giúp mọi người làm sao chỉ cho họ cách để họ thoát cái khó khăn bây giờ. Để mà mình cài được 12 cung này thì bạn phải có một hành trình, chứ không thể ngay lập tức được. Nên là thống nhất chúng ta sẽ nói cái gì mà bạn đang vướng mắc nhất để giúp bạn trong 12 cung này. Chứ còn không thì luận một lá số tử vi này thì chắc vài ngày không hết. Hôm nay chúng ta tập trung vào viện tiền duyên của bạn nhé.
tình duyên. Bạn chắc cũng muốn lấy chồng để cho ổn định, sớm ổn định đúng không? Mong lắm rồi ạ. Mong lắm rồi. Hôm nay giải quyết cái việc đang mong lắm thôi. Em còn trẻ mà. Đấy là anh. Cứ mình đi. Lúc đây. Này xem sao. Đang xử lý bạn Bùi Thị Vân này trước. Bây giờ chúng ta sẽ mời Phong Linh lên nhá. Mình Phong Linh của ai? Có ai bây giờ? Tiền duyên của mình thì mình phải cho họ mượn ghế để lên chứ. Khi lên rồi thì thầy sẽ thỏa thuận với bạn đấy để tìm cách để giúp cho bạn xuất phát. Đồng ý chưa? Sẽ quay cho. Thấu tầm sang cái máy quay phim lên đây. Quay cho bạn này. Cả cái máy quay, cả cái chân đế quay này. Dưới phòng 2 này. Cả chân đế lên đây. Việc chính của thầy là cải mạnh cho mọi người, nghĩa là giúp mọi người đang khó khăn việc nào ấy thì chỉ có cách cho họ khó khăn ra đấy từ đâu và hóa giải cho họ. Đấy, xem tử vi mà biết trước mà không giải được thì sẽ làm gì? Có thích biết là giải được không? Ừ.